các đối tượng Vũ Tiến Dũng, 44 tuổi, Lê Thị Diệu Bình, 48 tuổi, Trần Văn Thắng, 38 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Biên Hòa, Đinh Xuân Tiên, 41 tuổi và Lê Văn Hướng, 43 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bơm, cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra các cấp khởi tố về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 27 tháng 5, Công an huyện Trảng Bơm phối hợp với Công an xã Hồ Nai Ba tiến hành kiểm tra căn nhà không số thuộc xã Hồ Nai Ba thì phát hiện bắt quả tang Dũng, Tiên, Hướng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy qua kiểm tra thu giữ 13 tép heroin và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp Bình và Thắng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Bình, lực lượng công an thu giữ 38 gói ma túy tổng hợp tổng trọng lượng 130 gram.